Trời sao mênh mang dòng sông tắm mát tâm hồn em, lao sao xuồng ghé sóng vỗ nhịp tràn con tim anh. Lòng anh khát cháy những nỗi niềm yêu, như sa mạc khao khát, khao khát ngày mưa. Ngờ đâu em đến sa mạc yêu, ôi những con sông dài mềm dáng em. Và gió thét gào và nước sông hát vang, khúc hoan ca quay cuồng trong phong ba. Trời làm thêm bao dòng có sóng xô nghiêng tình ta, bên cũ xuồng xưa vắng. Anh Quang đây, anh hiểu cảm giác mà em đang có, nên anh chỉ để lại lời nhắn rằng em đừng quá đau buồn. Thất bại luôn chần chờ trước mỗi bước chân ta đi, nhưng mọi thứ tốt đẹp còn ở phía trước. Quyên chỉ mất một phần chứ không phải là tất cả. Quyên hãy ngủ yên và tin rằng luôn có anh ở bên cạnh. Hôn em nhiều, nhiều lắm. Chị Quyên ơi, việc Kỳ lẩn tránh mọi người và bỏ những buổi họp quan trọng đã khiến cho công ty. Uống đi con. Vũ ơi, con kém cỏi quá. Con có thể tự trách mình, nhưng đâu có ai tránh hoài được thất bại. Con đang thực sự bị khủng hoảng lòng tin ông Đại và bao người khác, những kẻ lịch lãm và tưởng như luôn sống chết với mình. Con còn quá non nớt, nhưng con không thể ngờ được, kể cả anh Hoàng nữa. Vũ nghĩ sao vậy anh? Chẳng dễ dàng gì đánh giá một con người. Lửa thử vàng, vàng đang thử sức. Vũ nghĩ sao nếu con bước ra khỏi cái gia sản này? Con nói sao? Tốt nhất là con đừng suy nghĩ gì vào lúc này. Anh Việt gọi em ra đây có chuyện gì? Anh định hỏi em. Anh Vũ gì? Một mảng cầu xay và một cà phê đá. Dạ. Út Đáng có biết gì về vụ cháy xưởng đóng ghe tàu của bác Bảy không? Em có nghe, nhưng lâu lắm rồi. Lúc đó em còn nhỏ nên cũng chẳng để ý gì lắm. Mà sao bỗng dưng lại quan tâm đến chuyện đó? Bác Bảy là bác ruột của anh. Trước nay không nghe nhắc gì tới ổng. Anh cũng mới tìm được. Bây giờ gia cảnh ổng rất suy sụp, mà hình như đi em có dính dáng. Hình như vậy, nhưng chuyện đã qua rồi. Đã qua nhưng vẫn còn đó. Nó còn liên quan tới cả má của tụi em và ba của anh.
thực sự bị rối tung rối mù về những chuyện này, và cũng chẳng hiểu gì lắm. Anh cũng vậy. Nói em nghe đi, anh biết gì? Đằng sau tất cả những phức tạp này là một sự thật bị che đậy. Mọi thứ tưởng như đã chìm vào lãng quên, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, âm ỉ và nhức nhối. Dạo này Nam Đô càng hay quấn quýt bên Út Nhỏ. Còn anh và Út Nhỏ thì sao? Chẳng lẽ hai người cứ dây dưa vậy hoài? Cả hai đều quá uông bướng. Ăn đi để tan hết. Cứ nói tới chuyện đó là anh lại né tránh. Thôi mà, ăn đi. Nói Út ráng biết chuyện này. Anh Việt phải không? Dạ phải. Ảnh có vẻ bị đè nặng và cho rằng Tía là thủ phạm của vụ cháy xưởng. Chị nghĩ thì sao? Cũng như em, chị đâu có biết gì nhiều. Chị có niềm tin vào Tía. Tuy nhiên, nếu đúng là anh Việt muốn xốc lại vụ án đó thì chẳng hay ho gì cho Tía. Tới đây làm gì? Tôi nghĩ là chúng ta còn phải nói chuyện. Chuyện gì? Chuyện gì có Út Nhỏ với thằng Việt chứ gì? Ông ơi, xin ông bớt giận. Chuyện của tôi và ông, tôi biết là không bao giờ ông tha thứ. Phải. Nhưng còn tụi nhỏ, tụi nó có lỗi gì? Tình yêu tụi nó đẹp biết bao. Ông có thể trút hết mọi thứ lên đầu tôi, nhưng hãy thông cảm cho tụi nó. Thông cảm à? Đáng lẽ bà không nên quay trở lại đây, và tôi không phải đau đớn thêm một lần nữa. Tôi hiểu. Nhưng ông ơi, một lần nữa, tôi xin ông hãy thương lấy tụi nhỏ. Bà im đi. Bà đi đi. Anh Hoàng đã lừa dối tôi, lừa dối cả Nguyên, chỉ vì cái gia sản kích xù mà Nguyên đang có. Dừng xe đi anh. Chị muốn bàn với Nghĩa một việc quan trọng. Ở trong tù đâu có việc gì quan trọng ngoài việc cảm nhắm nỗi khổ. Chị muốn nhường lại toàn bộ tài sản cho em. Cái gì?
Chị vừa nói gì? Em suy nghĩ kỹ chưa? Tại sao em lại có một quyết định kỳ cục như vậy? Anh cho đó là quyết định kỳ cục à? Hàng mấy trăm tỷ chứ có phải cây kẹo đâu mà em cho người này người khác. Hay là thằng Nghĩa đã làm em tổn thương? Trong mắt nó, chắc chắn em là một kẻ chẳng ra gì. Vậy mà em chỉ còn mỗi nó là người thân. Nhưng điều quan trọng là em đang chán nản với công việc, mà thực ra chẳng bao giờ em có hứng thú. Không thể vì cú sốc vừa rồi mà em tỏ ra nông nổi. Quyên cần phải gượng dậy, phải nắm lại công ty. Đáng tiếc là không có động lực nào thúc đẩy để em trở nên quyết tâm và có ý chí. Nếu cần anh sẽ vào công ty để qua đôi tết giúp em. Anh tin là rồi đâu sẽ vào đó. Cảm ơn anh Hoàng. Em đã suy nghĩ rất nhiều rằng điều gì khiến cho em hạnh phúc. Đó chắc chắn không phải là những cuộc họp, những tranh giành, mưu toan và những cuộc gặp gỡ nhuốm màu quý tộc. Đó cũng không phải là số tài sản hàng trăm tỷ mà chẳng bao giờ em tiêu xài tới chúng. Anh hiểu. Nhưng rồi em sẽ thấy tiền bạc cũng rất quan trọng trong cuộc sống. Em không chối cãi điều đó. Em cũng không cao đẹp gì khi nhường lại cho thằng Nghĩa. Nhưng một khi tiền bạc không đem lại hạnh phúc mà còn gây thêm phiền phức thì em cũng chẳng muốn giữ chúng làm gì. Nhưng còn di chúc của chú Phúc, ý nguyện của chú Phúc. Đây có lẽ là lần đầu tiên em làm trái lời chú Phúc. Nhưng chắc chú cũng không nỡ trách em. Vấn đề là Nghĩa sẽ phá nát cái gia sản mà chú Phúc đã làm nên bằng cả cuộc đời. Đó là vấn đề duy nhất khiến em lợn cợn. Nhưng Nghĩa cũng đã tiến bộ, và em không muốn cứ gánh vác mãi trách nhiệm xa xôi kiểu đó. Dạy nó chịu, nên nó nhờ. Còn em phải sống cuộc sống của em. Tại anh nghe cuộc sống đó. Rất đơn giản. Đó là những giờ lên lớp, những buồn vui cùng lũ học trò. Khi chấm những bài văn hoàn hảo, em lập tức hình dung gương mặt những đứa học sinh và nghĩ: đứa này hiền tội nghiệp, hình như nhà nghèo lắm. Đứa khác thì lại kênh kiệu háo thắng, hôm bữa lại còn kênh kênh với mình. Vậy nên cho 8 điểm thôi. Nhưng rồi nghĩ lại cho nó 9 điểm. Em vẫn có thể đi dạy và giữ lại tài sản cho mình phòng khi cần thiết. Em luôn tự hỏi tại sao trước đây mình được sống thanh thản, và em chẳng có gì hối tiếc khi nhường lại cái tài sản tự dưng có được. Em quá ương bướng, em chẳng còn một chút bình thường nào nữa. Anh xin lỗi, đừng hiểu lầm anh. Anh chỉ muốn nói những điều mà bất cứ ai cũng muốn khuyên giải với người yêu của mình. Bao nhiêu người mơ ước được như em. Hãy nghĩ đơn giản rằng em đang trở lại với ước mơ của mình và được sống như mình muốn. Anh hiểu, anh rất chia sẻ và tự hào về Quyên. Nhưng anh vẫn mong em nghĩ lại. Anh có thể ngừng tay chút xíu được không? Chắc em tới đây vì vụ cháy xưởng Bắc Bảy. Anh định làm gì với vụ cháy đó? Chẳng làm gì hết. Vào một ngày lúc em còn nhỏ, một vụ cháy đã xảy ra. Em chẳng để ý gì cho tới khi tía bị gọi lên điều tra vì có liên quan sau đó. Nhưng mọi việc chỉ có vậy, và vụ án đã khép lại. Bây giờ em mới biết thêm là má em và ba anh chính là nguyên nhân. Nhưng dù gì đi nữa, tía em cũng không bao giờ làm chuyện đó. Khi đau đớn và hận thù, biết đâu người ta có thể làm mọi chuyện. Không, đối với tía em thì khác. Nếu anh muốn xốc lại vụ kiện đó thì nên thôi đi. Bởi đó là điều không phải, và cũng không đi tới đâu. Anh có nói là xốc vụ đó lên đâu? Nhưng mà anh đang xốc. Rõ ràng là anh đang muốn xốc. Tùy em nghĩ. Em sợ.
Tại sao tôi phải sợ? Tôi qua đây chẳng qua là vì muốn cho anh khỏi phải lao tâm khổ tứ vì cái chuyện không đâu này. Nên quay trở lại đây và tôi không phải đau đớn thêm một lần nữa. Khi phải đốt thời gian trong tù, điều duy nhất có ý nghĩa là nhìn cuộc sống đang ngày càng ngắn lại. Em đã luôn trái lời ba, vậy nên giờ đây em muốn nghe lời ba dù chỉ một lần. Dù ba đã mất, ba muốn để lại gia sản cho chị, chị hãy giữ lấy. Em đã đối xử với chị như vậy không có nghĩa là em muốn giành lại gia sản. Chỉ đơn giản là em chưa thể yêu thương chị. Hãy giúp chị được sống thanh thản. Chị đã quyết rồi. Chị Quyên. Chị không thay đổi ý định? Không. Vậy em có một điều kiện. Nghĩa cứ nói. Em đang tu dưỡng từng ngày, nhưng chưa chắc sau khi tự do em sẽ ra sao. Nhất là khi nắm trong tay số tài sản quá lớn. Chị phải là người bảo trợ cho em. Chỉ có như vậy thì may ra mới ngăn chặn được thói ngông cuồng bất chợt của em sau này. Điều đó phải được ghi rõ ràng bằng giấy trắng mực đen. Nếu chị cần gì, bất cứ cái gì, dù lớn đến đâu, em cũng sẵn sàng đáp ứng. Chị mừng là em đã trưởng thành. Cô muốn bán lại toàn bộ cổ phần? Dạ, ai mua cũng được, trừ ông Đại. Số tiền đó và toàn bộ bất động sản sẽ chuyển qua tên thằng Nghĩa. Khi cô mới tới đây, tôi đã có cảm giác đây không phải là nơi thích hợp với cô. Cảm ơn ông. Rất ít người có đủ can đảm và điều kiện để làm như cô. Cô còn trẻ, lại không vướng bận gì. Như tôi, đôi lúc tôi vẫn tự hỏi tại sao mình phải kiếm nhiều tiền như vậy. Và câu trả lời luôn là mình phải lo cho gia đình. Mặt khác, đó cũng là cách đóng góp cho xã hội. Anh nghe đi Quyên. Anh Hoàng, tới phòng công chứng với em đi. Em chuẩn bị tới đó để sang tên cho thằng Nghĩa. Suy nghĩ lại đi Quyên, đừng có nóng vội. Hãy nghe anh, em không nên làm cái việc kỳ quặc đó. Anh Hoàng, anh đừng cản em nữa được không? Anh tới đây đi. Alo, alo. Anh đang bận lắm. Sao anh không tới? Không biết em có còn có anh ra gì nữa không? Tại sao anh lại nói với em như vậy? Anh có thể bực vì em không nghe lời anh, nhưng em cần anh hiểu và chia sẻ. Em mạnh mẽ, em tự tin, em cần gì tới anh nữa?
nhà chú anh xa không? Chừng mấy tiếng xa hơi. Chiều tới đó nghỉ ngơi rồi tối gặp chú Quang. Út nhỏ có gì mà căng thẳng vậy? Dạ không. Nhìn những cảnh này, ai cũng thấy yêu miền quê. Út nhỏ biết chú Quang có bao nhiêu tàu đi biển không? 20 cái. Khi hay tin, ông sắp đóng mới 2 cái nữa. Bao nhiêu chủ xưởng đã nài nỉ được làm. Anh nghĩ chú sẽ giao cho em hả? Chắc chắn là vậy. Ông cũng nể tiếng nói của thằng cháu ruột em chứ bộ. Alo, con nghe đây chú. Dạ, dạ. Không sao đâu chú. Dạ, dạ. Chú Quang bận việc đột xuất, khoảng 8-9 giờ tối mới về được. Để anh coi mình sẽ làm gì tới lúc đó. Tóc em nhẹ bay, dòng sông êm đềm, mắt em thầm trao lấp lánh trời sao. Mênh mang dòng sông tắm mát tâm hồn em, lao sao xuồng ghé sóng vỗ nhịp tràn con tim anh. Lòng anh khát cháy những nỗi niềm yêu, như sa mạc khao khát, khao khát ngày mưa. Ngờ đâu em đến tươi mát sa mạc yêu. Đây. Ôi những con sông dài mềm dáng em, và gió thét gào và nước sông hát vang, khúc hoan ca quay cuồng trong phong ba, trời làm thêm bao dòng con sóng xô nghiêng tình ta. Đó. Bên cũ xuống xưa vắng ai niềm sóng thét gào và bao dòng cuốn trôi, những yêu đương hẹn thề hôm nào giờ xuống ghé đứng bơ vơ. Chỉ còn buổi tối cuối cùng ở quê, sao Út ráng không chia tay với bạn bè mà lại tới đây? Bọn em gặp gỡ liên quan cả ngày rồi, chỉ sợ sáng mai đi sớm có thể không gặp được Út nhỏ. Sao vậy? Út nhỏ đi rạch cầu với Nam Đô có việc. Giờ này mà chưa về thì có lẽ họ ở lại. Nữa nha. Cười gì? Mắc cỡ vậy, ăn nhiều hả? Ừ. Tự nhiên em nhớ tới cái cách trước đây em đã đối xử với Nam Đô. Quá tàn nhẫn. Có lẽ trước đây em chưa hiểu anh. Thật ra trước đây anh quá nông nổi và hư đốn nữa. Lạ chỗ là ba má cứ la hoài mà không nghe, nhưng rốt cuộc lại thay đổi gì một ai đó. Đừng có nói quá nghe. Chưa. Sông dài hoài
lãng du. Và gió thét gào và nước sông hát vang, khúc hoan ca quay cuồng trong phong ba. Trời làm thêm bao dòng, có sóng xô nghiêng tình ta. Bên cũ xuồng xưa vắng. Ông nhỏ, Nam Đô, mong anh đừng nói gì hết. Hãy là người bạn tốt như là Nam Đô từng tốt với em trước nay. Em và Diệp đừng kéo dài tình trạng đến bao giờ. Tất cả những gì em thấy là hai người đang trở nên xa cách. Tự nhiên em nghĩ, ước gì anh có thể lạnh lùng, ước gì anh có thể hắt hủi em. Có lẽ lúc đó em sẽ yêu anh ghê lắm. Làm sao anh có thể lạnh lùng với em được? Mà dù có thể anh cũng không làm. Bởi vì anh không muốn là bản sao của Diệp. Dạ, con Nam Đô đi ạ. Dạ dạ dạ. Chú An báo sáng mai mới về được. Chú rất tiếc, mong em thông cảm. Vậy mình về đi anh. Bây giờ à? Ừ. Phải ở lại ngày mai gặp chú chứ. Một lần đi một lần khó. Để anh đi lấy phòng khách sạn. Hết cái gì? Anh chỉ sợ ông nhỏ ngại ngủ nhà chú anh. Ngủ khách sạn còn ngại hơn nhiều. Anh Việt, anh không nên. Em có muốn biết cảm giác của anh bây giờ không? Một cảm giác trống rỗng và tình yêu dốt nhỏ dường như đã bế tắc. Em thương cho anh quá. Em đã từng hy vọng sẽ cứu vãn được mối quan hệ của anh và Út nhỏ. Không ai mong muốn có một kết thúc như vậy. Em ước gì có thể làm cho lòng anh được ấm trở lại. Nín đi, nhìn thẳng vô anh đây nè. Có gì đâu. Em về đây, mai phải đi sớm. Anh đưa Út ráng về nghe. Không cần đâu, em đi về một mình được. Anh như vậy mà em còn làm phiền anh nữa. Chắc em sẽ nhớ anh Việt lắm. Anh cũng vậy. Ráng học giỏi nghe. Thank you.
Nín đi, nhìn thẳng vô anh đây nè, có gì đâu. Ông Lão, con trai. Hú hồn, sao lơ ngơ vậy? Đi tiếp đi. Thì tình mình chẳng muốn đi học nữa. Cái gì? Tối qua gặp anh Việt, mình thấy đau lòng lắm. Ý của bồ là cái tình yêu đã lắng xuống, hình như lại bắt đầu sống dậy. Bồ chắc như vậy chứ? Mình cũng không rõ, chỉ biết mình lại có những cảm xúc lạ kỳ khi ở bên anh Việt. Thôi đi. À mà thôi, xuống đây mình chở cho. Cậu hẹn tôi ra đây làm gì? Cậu nên chấm dứt giúp nhỏ, và cũng đừng tơ tưởng gì nữa. Út nhỏ không hạnh phúc với cậu, mà thử hỏi cậu có thể đem lại gì cho út nhỏ? Chẳng có gì hết. Còn tôi đem lại cho út nhỏ nhiều niềm vui, và vừa sáng nay là một hợp đồng đóng tàu khá lớn. Hay là cậu muốn hỏi chuyện hồi tối hôm qua? Khi một chàng trai và một cô gái ở với nhau suốt đêm thì liệu hỏi sẽ làm gì? Sau khi nghe một tiếng bíp, xin cảm ơn. Em Nguyên đây, sao anh không bắt máy? Chẳng lẽ vì giận em mà anh không muốn nói chuyện với em? Nếu em có lỗi thì hãy bỏ qua cho em. Em đang rất hạnh phúc với ngôi trường, với lũ học trò, với mùi giấy, mùi mực. Nhưng sẽ không trọn vẹn nếu không có anh bên cạnh. Xin hãy gặp em, cô giáo bé nhỏ nhớ anh nhiều lắm. Anh tới để căn dặn chuyện em đi cùng Nam Đô chứ gì? Anh không muốn căn dặn, nhưng thật sự là anh quá hoang mang. Quá nhiều chuyện đã xảy ra. Mỗi khi anh nghĩ mình sắp vượt qua chuyện này thì chuyện khác lại ập đến. Anh bức xúc, hoang mang và rối như tơ vò. Em không hiểu sao em cứ làm cho anh khổ. Em ước gì đừng bao giờ có cái lần gặp đầu tiên đó, lần anh nhảy xuống nước cứu em. Em đừng nói vậy. Giờ đây khi chợt nghĩ tới chuyện sẽ vĩnh viễn mất em thì anh không sao chịu nổi. Út nhỏ, anh nghĩ đã đến lúc chúng ta phải dẹp bỏ hết những mắc mối còn sót lại. Em có đồng ý không? Út nhỏ, hãy quên hết đi, để làm lại từ đầu. Anh Việt về đi. Sao vậy? Em không thể. Tại sao? Cậu về đi. Cậu là ai? Cậu từ đâu tới? Cậu bước chân vào căn nhà để làm gì? Cậu bước đi.
Thưa bác, cha cậu bây giờ đến lượt cậu. Thế gian này chật hẹp đến như vậy sao? Tía ơi, tía bình tĩnh đi tía. Con xin tía. Cậu còn ngồi đó làm gì? Thưa bác, con có lỗi gì? Nếu như ba con đã làm tổn thương tới bác thì con sẽ lãnh nhận hết. Cậu còn quá nhỏ để có thể hiểu tôi. Út nhỏ còn quá trong trắng và tinh khôi để yêu một kẻ lang bạc như cậu. Cậu cút đi. Hãy nói em yêu anh. Em không thể rời xa anh đi Út nhỏ. Tôi nói cút đi. Sao tía lại xử sự như vậy? Tía có còn nghĩ tới con và chia sẻ với con chút nào không? Con chỉ hiểu một phần nỗi đau của tía. Nhưng con có thể nói anh gì không đáng để bị tía xúc phạm như vậy. Làm sao có thể kéo anh Việt trở lại? Làm sao có thể xoa dịu những nỗi đau mà tía đã gây ra cho anh? Chị hiểu. Nhưng những tổn thương của tía thì sao? Tía quá tốt, quá phóng khoáng rộng lượng. Nhưng trong chuyện này tía không bao giờ chấp nhận. Tía đã từng rất thương em. Vậy mà bây giờ, bây giờ tía cũng vẫn rất thương em. Nhưng sẽ là quá sức nếu bắt tía phải vượt qua, phải dẹp bỏ nỗi đau đó. Hãy thông cảm cho điểm yếu duy nhất này của tía. Chị nói nghe dễ quá. Chị đâu có phải gánh chịu những hậu quả như em. Có lẽ rồi tía sẽ thay đổi. Nhưng tới bao giờ? Liệu tới khi đó tụi em có còn ở bên nhau? Tại sao? Đã có nhiều sóng gió. Một người như anh Việt khi bị tổn thương, hoặc là anh sẽ cố vùi sâu chôn chặt, hoặc là anh sẽ bùng nổ. Lần này em có cảm giác sẽ là một cơn bão. Tiệm bạn nhậu thì con tới, lại còn rủ thêm đậu nữa chứ. Bác có canh bào đá 5 lít, chờ chút xíu bác làm xong bây giờ hen. Dạ. Hai bác đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng cái gì Việt? Khởi kiện ba rằng. Có thiệt không con? Dạ thiệt. Thiệt hả? Ráng giúp hai bác nghe con. Dạ. Thưa hai bác, đây là luật sư Tùng. Luật sư hả? Dạ. Chàng ơi tốt quá. Nè, lần này là phải chiến thắng nha. Dạ. Chứ đừng để chìm xuồng như lần trước nha mấy con. Làm sao có thể xảy ra cái chuyện điên khùng này được? Thật không thể nào hiểu nổi. Vụ này đã trôi qua, cứ tưởng là êm rồi, bây giờ lại xới lên. Mà để coi, rồi họ làm được cái gì? Còn lâu mới đụng tới được cái sợi lông chân của tía. Anh ba không việc gì phải ngán. Mình cây ngay, chẳng sợ chết đứng. Khi họ khởi kiện trở lại, chắc chắn họ không để như lần trước. Chị tội nghiệp tía, già yếu mà phải lưu tới hầu hạ pháp luật.
Mà đau nhất là thằng Việt, nó cầm đầu cái vụ này. Bộ nó điên rồi sao? Thằng Việt nó nghĩ sao mà lại làm vậy? Hả Út nhỏ? Anh Việt, anh có cần phải hành động như vậy không? Đây là một vụ kiện phi lý, vô căn cứ và hoàn toàn vô khống. Dạ, anh dùng gì ạ? Cảm ơn. Kết quả cuối cùng sẽ là câu trả lời. Anh Việt, em mong anh hãy suy nghĩ lại. Dù gì, anh cũng đã từng làm việc ở xưởng của ba Rằng. Dù gì, giữa hai chúng ta cũng đã từng có những tháng ngày tốt đẹp. Em nhắc tới những chuyện cũ làm gì? Em rất đau khi tình yêu giữa anh và em đã chấm dứt. Nhưng không nên chấm dứt nó theo kiểu này. Không nên chấm dứt trong thù hận. Phải, anh đang hành động vì thù hận. Anh chỉ là người đi tìm sự thật. Sự thật phải được phơi bày. Nhưng tía em đang đau yếu. Tía em là người đường hoàng. Và ông không đáng phải đối mặt với một cuộc sống nặng nề. Anh hại tía em chỉ vậy muốn nhìn thấy đứa con gái của ông phải đau đớn. Vậy còn gia đình bác anh thì sao? Họ đã mất trắng mọi thứ, phải sống trong nghèo khổ uất ức suốt bao nhiêu năm qua, và buộc phải đánh mất niềm tin vào con người và cuộc sống. Chỉ khi đòi lại được công lý, họ mới có thể giải tỏa và thanh thản thụ hưởng tuổi già còn lại. Anh đã từng được chứng kiến lễ khai tâm và khai nhãn cho ghe tàu. Cũng giống như con người, ghe tàu cũng có tâm. Và chính tay anh vẫn thường vẽ đôi mắt cho ghe tàu. Đôi mắt để trừng hà bá, để gạn đục khơi trong, để nương theo dòng chảy hiền hòa. Mong rằng anh cũng nhìn thấy đúng sai, để biết đâu là con đường nên đi hay nên tránh. Tất cả những gì anh thấy là chính em cũng không hoàn toàn tin tưởng vào sự vô can của tí em. Lần trước vụ án đã khép lại mà không tìm ra thủ phạm nữa thôi. Lần trước có một số nhân chứng vì những lý do khác nhau đã không dám nói lên sự thật. Nhưng bây giờ họ đã sẵn sàng. Bởi vậy lần này sẽ khác, rất khác. Xuồng trôi thương anh vì đâu cứ nỡ đọa đầy sông quanh con. Lòng em khát cháy những nỗi niềm yêu như cánh buồm khao khát cuồng phong. Ngờ đâu anh đến gió lòng cánh buồm yêu. Ôi những con sông dài lãng du và gió thét gào và nước sông hát vang khúc hoan ca quay cuồng trong phong ba trời làm thêm bao dòng có sóng xô nghiêng tình ta bên cố xuồng xưa vắng. Dòng sông hát, dòng sông